Hello, hello, xin tất cả anh em, thì mình là LTL đây, đẹp trai Max03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Thì hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ thú vị luôn nha. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay, mình biết là rất là nhiều anh em đang xem clip của mình là đang xem chùa nhá. Nên là anh em đừng xem chùa nữa, kéo xuống bấm giúp mình một nút like để được đẹp trai nha em ơi. Và đừng quên là xem từ đầu đến cuối clip này không tua để ủng hộ mình có tiền YouTube ăn mì tôm nhá. Anh em là chưa đăng ký kênh thì anh em ấn ngay vào nút đăng ký kênh để anh em giúp mình sớm đạt được 2 triệu sub nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Nói chung là không linh tinh lên thuyền nữa, thì hiện tại LTL đã trong phiên bản OB41 nha anh em ơi. Thì mình vừa mới cập nhật hôm qua xong anh em ạ. Đấy, nói chung là khá là ok đấy. Thì tí nữa mình sẽ review cho anh em xem OB41 có gì khác biệt so với OB40 nhá. Và đầu tiên, cái điều mình muốn review đó chính là một nhân vật cực kỳ mới. Anh nhầm, đây nhân vật cũ anh em ơi, nhưng mà kỹ năng của nó mới anh em ạ. Cũng như kỹ năng của nó được làm lại anh em ơi. Đó chính là nhân vật này đây. Nhân vật Larry anh em ạ. Đây, nhân vật này mình nghĩ là anh em chắc cũng ít chơi, nhưng mà kỹ năng lần này nó làm lại thì mình nghĩ là chắc là rất là nhiều anh em sẽ chơi đây anh em ơi. Đấy, kỹ năng của nó là gì mình đọc luôn nhá. Ui, đang hay có thằng mời anh em ạ. Đấy, bom kheo khi được triển khai thì nó sẽ có độ bền 250, cái độ bền 250 mỗi giây khi bị tấn công. Hình như là kiểu như là trong vòng 250 giây thì anh em sẽ bắn vào bom kheo như nó không nổ nào anh em ạ. Hình như là như vậy anh em ơi. Và trong thời gian đó thì đồng đội của anh em trong phạm vi 5m ấy, thì anh em sẽ mỗi người sẽ được hồi 20 máu nha anh em ơi. Tối đa là 40 máu anh em ạ, có nghĩa là chỉ được hồi kịch là 40 máu nha anh em ơi đồng đội nhá. Và hình như là không biết là bên này Ghana chưa ghi vào đây nào anh em ạ, bởi vì nó có một cái kỹ năng ẩn nữa anh em ơi. Có nghĩa là anh em mà bắn vào keo hoặc là địch bắn vào keo thì anh em sẽ được hồi máu nha anh em ơi. Đấy, thì đây là thông tin chính chủ Ghana đăng lên nha, đây anh em thấy chưa, anh em đã thấy rồi đấy. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình sẽ review cho anh em con nhân vật này nhá. À, bây giờ mình sẽ trước hết là mình sẽ kiểu như là quay cái vòng quay mới anh em ơi. Làm đấm mới ra anh em ạ. Đây là chính là làm đấm nhiệm màu anh em ơi. Trông khá là chất đấy. Thì sau khi quay xong thì mình sẽ review cho anh em xem có chính xác có phải kỹ năng ẩn của nó như vậy hay không nha anh em ơi. Đấy, đây là kỹ năng bi động anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ quay luôn nhanh anh em ơi. Thì nói chung là phát đầu tiên hình như được giảm 50% cơ anh em ạ. Ok. Rồi, phát đầu tiên liệu có ra luôn hay không đây anh em ơi. Rồi, ui rồi ra bao nhiêu huy hiệu đây? Để mình xem bao nhiêu đổi được. 149 huy hiệu thì mình đổi được cái làm đấm mới anh em ạ. Ok. Nói chung là cứ tiếp tục quay tay thì vận may sẽ tới. Và kim cương thì anh em biết mình lấy ở đâu ấy, đường link ở phần mô tả đó, và shop mình quay kim cương nha anh em ơi. Hoặc là gian đùm ạc thì nói chung là shop mình cái gì cũng có nha. Ủng hộ mình anh em, bấm vào phần mô tả luôn đi. Rồi ok, đủ chưa ạ? Ui vẫn chưa đủ anh em ơi, bây giờ mình được 82 cái anh em. Mình chỉ lấy mỗi cái làm đấm thôi nha anh em ơi. Đấy, nói chung là cứ khô máu mà quay thôi. Mình có đâu gì thiếu gì kim cương thôi anh em, phát này chắc chắn đủ rồi. Không đủ thì nói chung mình xóa game. Đúng 149 luôn nha anh em ơi. Không thừa một huy hiệu nào. Khá tuyệt vời luôn. Ok. Đổi luôn anh em ơi. Rồi trang bị luôn. Đấy, nói chung là khá là chất đấy. Nói chung là OB41 này thì mình cũng review cho anh em ở video rồi, bởi vì trước mình được test mà anh em. Đây nên là chắc là anh em cũng biết hết rồi, cũng chả có gì đặc sắc thôi anh em ạ. Đấy, nó chỉ thay đổi cái giao diện thôi. À, thêm cái VR quy đổi thì mình đổi mấy cái VR quay kim cương ấy nào. Ok, mắc luôn này. Đấy, mình thừa rất là nhiều rồi anh em ơi. Mặc luôn, nói chung là mình không thiếu kim cái này không phải tốn kim cương anh em ơi, đây là tốn cái huy hiệu quân đoàn anh em ạ. Đây. Cái này tốn kim cương này. Ok, đổi luôn. Trời ơi, hai cái thẻ tạo phòng ấy mình muốn mắc mà. Ok, không sao anh em ơi. Bây giờ mình sẽ review cho anh em nhân vật mới luôn nhanh anh em ơi. Đấy, nhân vật cũ nhưng mà kỹ năng mới. Ok. Để xem nó bá đạo như nào nhá, để mình cài lại giao diện một anh em ơi. Rồi. Ok, mình đã vào thành công trận đấu anh em ạ. À, bên kia là một cái bạn tên là con trai anh em ơi, tưởng con gái thì mình nhường, mình phát ra trận khác. Ok, đây cái làm đấm luôn nha anh em ơi. Đây, làm đấm khá đẹp của cô anh em ơi. À, hiệu ứng tiếng kêu cũng khá là ok đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho bạn yếu yếu mình tí để mình đặt keo nha anh em ơi. Không biết là cái kỹ năng này nó có tính thời gian hồi chiêu hay không nhỉ. Ôi sao vào đầu lại là máu vàng đấy nhá anh em. Ủa, cái gì vậy, kỳ vậy, 63 máu mình thấy là máu vàng nhá. Ủa, ô game nối à anh em, hay là bị nào anh em chỉ mình với, tại sao mình bắn vào đầu máu lại màu vàng nó như nào anh em. Từ chưa cả kịp test kỹ năng anh em ạ, bởi vì nó bắn không trúng mình thế nào luôn. Trời ơi, đâu rồi ra đây nghe cái đầu ở đây. Đây là bắn trúng mình rồi kìa. Toang mình ơi, toang rồi, quên pha đấy mình đặt ra mình chắc cũng chả làm được gì thôi anh em ạ, bởi vì là bắn mình gục luôn rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng để test được kỹ năng này nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đợi là bắn mình 1-2 viên nhá. Yếu mau tí chứ, yếu quá thì cũng không làm gì được đâu anh em ạ. Đây, cầm M1044 đi anh em ơi. Đấy, cứ bình tĩnh anh em ơi. Kết kỹ năng là phải bình tĩnh anh em ạ. Đấy, để xem kỹ năng này liệu có đáng chơi không nha anh em ơi. Đấy, đâu rồi, anh trai đâu rồi. Em đây, bắn em đi. Đây, mình sẽ công ra luôn anh em, cho bắn mình 1-2 viên nhá. Đây, bắn em đi. Bắn trúng vào, đây, đứng gần hơn một tí này. Đúng rồi, hay quá anh ơi. Đúng rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắn vào keo nha anh em ơi. Ui, hồi máu anh em ơi, anh em thấy chưa. Ui, hồi 162 máu kìa, để mình hồi cho đầy nhá. Ui, hình như là mắc tối đa là như thế anh em ơi.
Mắt tối đa là 162 máu anh em ạ. Hình như hồi được có 40 máu rồi anh em ơi, không hồi được nhiều thôi anh em ạ. À thì ra như vậy anh em ơi. Đây đây cho anh em xem nha, bây giờ mình sẽ đặt thử cho anh em xem luôn này. Đây, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Anh em thấy chưa, hồi tối đa là 40 máu anh em ạ. Anh em hồi tối đa là 40 máu nữa anh em đứng trong cái vòng đấy nhá. Đây cái vòng này từ từ rồi anh em. Đây mình bắn cho anh em xem. Đây anh em thấy chưa? Đó, đấy anh em thấy chưa? Đấy, bắn vào là không đổ keo anh em ạ. Đấy, bắn vào không đổ keo luôn. Đấy, độ bền của nó như là mắc trong vòng 250 giây cơ anh em ạ. Đây, anh em thấy chưa? Kiểu Mac Canada luôn. Đó, bắn vào gọi là không đổ keo anh em ơi, mà máu anh em cộng nhá. Ui đi. Địch mạnh, địch mạnh. Mày bắn ai mày bắn ai mày? Ừ, để bắn cho đôi máu. Không hồi nhỉ? Ôi sao không hồi nhỉ? Không hồi lắm. Như là mình giết nó không hồi thế nào anh em ạ. Đấy, nói chung là hồi tối đa là 40 máu nha anh em ơi, chứ không phải là anh em có 20 máu thôi anh em đặt keo anh em bắn hồi lên 200 đâu. Không có đâu nha anh em ơi, chỉ tối đa là 40 thôi anh em ạ. Đấy, nói chung cũng khá là bá đúng không anh em ơi. Đấy, bây giờ anh em đang bắn nhau mà yếu thì anh em đặt quả keo ra vắt. Hay là cái thanh xây chanh này cộng lên đầy này anh em có thể kiểu như hồi được đầy máu nhỉ, mình sẽ biết nhỉ. Ok, tí mình sẽ review sau nha anh em ơi. Đâu rồi, thằng Thanh Quang đi đâu rồi? Cái này là anh em đi bắn tử chiến này, khá là ngon này anh em ơi. Đó, đây, ui một viên vào đầu kìa. 20 máu kìa anh em ơi, nhưng mà máu vàng. Làm cái gì anh dai? Trời ơi, máu vàng này không đẹp bằng máu đỏ anh em nhỉ. Máu đỏ cũng vẻ chất hơn, nhưng máu vàng này mình thấy cũng chất chơi lắm. Bình thường thôi. Được cái là mình thấy là tất cả hiển thị thông báo như ở chiến thắng các thứ nó bé hơn anh. Cũng khá là vui đấy. Ờ, anh trai đâu rồi, anh trai bắn em vài phát để em đặt kêu em test phát nữa nào. Đâu rồi, à đây, ui, thằng đặt kêu làm gì ấy, đặt kêu làm gì ấy. Giờ đây, nhẹ cái đầu vào đây. Ôi lâu, trời ơi. Rồi, cộng máu anh em thấy chưa. Đấy, anh em, cái kỹ năng này nó hồi kiểu như là cái thanh xanh, cái anh em thấy cái thanh xanh xanh ở dưới không? Nếu như mà anh em vừa giết địch xong anh em bắn cái thanh xanh xanh đấy là nó hồi lên anh em ạ, thì anh em mới được cộng máu nha. Chứ mà cái thanh xanh xanh này anh em bắn mà hết thì nó sẽ không được cộng máu nha anh em ơi. Đây mình sẽ đặt keo mình thử cho anh em xem nhá. Đấy, rồi mình tính nha anh em ơi. Đây, phải test cho anh em xem. Đây anh em thấy chưa, đây cái thanh xanh xanh nhờ anh em thấy chưa. Bây giờ mình bắn này. Như mình phải mất máu rồi mình tính anh em ạ. Mình phải mất máu. Ê, bắn ra đi, đây ta đây này. Đấy đúng rồi, bắn đi. Ui gì, bắn ngu quá. Đây rồi, 175 nha anh em ơi, anh em nhìn. Rồi, 185 nhỉ anh em thấy chưa? Đấy, lên được 185 máu nha. Thì ngon luôn. Ôi lâu, đấy, anh em thấy chưa? Đây, tiếp tục bán này anh em, 161 máu nha anh em ơi. Rồi, 171, 181, 191 kìa. Anh em thấy chưa? Cộng máu cực kìa bé luôn. Từ, mình thấy mình chưa thấy nó đâu anh em. Mình đang test kỹ năng mà, mình chưa thấy nó đâu luôn. Ok, mình thử xuống bắn lại quả keo này xem được cộng không. Không được cộng anh em ơi, tối đa là 40 máu anh em ạ. 161 lên 191, ôi, 30 máu à? Mình có 40 ta. Không được cộng nữa anh em ơi, không được cộng nữa rồi, tối đa 30 máu rồi trời. Mình chả để ý lắm anh em ạ, nhưng mà nói chung là được cộng máu nha anh em ơi. À mình thấy anh em ơi, ui mình thấy rồi, ui ôi anh ơi làm gì đây. Anh làm cái gì đây. Ui ôi anh bình tĩnh nào anh ơi. Bình tĩnh nào anh ơi. Ok anh em ơi, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Thì mình chỉ test cho anh em cái kỹ năng của con nhân vật được làm lại anh em ơi. Nói chung mình cứ đọc là nhân vật mới cho nó sang mồm, chứ thực ra đây nhân vật cũ được làm lại anh em ơi, làm lại kỹ năng đấy. Ok, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Thì cảm ơn tất cả đã theo dõi đây. Bye bye anh em.